Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của tin mới nhất. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin mới nhất. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc, thưa quý vị và các bạn, mưa lũ nhiều tuần qua đã làm ảnh hưởng đến 27 trong số 31 địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc với gần 38 triệu người. Thiệt hại ước tính lên con số 12 tỷ đô la Mỹ. Hầu như năm nào Trung Quốc cũng hứng chịu ảnh hưởng của ngập lụt trong mùa mưa. Thế nhưng tình hình năm nay dường như đã kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn. Các trận mưa lớn kể từ tháng trước đã khiến ít nhất 161 người chết và mất tích, buộc gần 16 triệu người phải đi sơ tán chỉ tính trong tháng này. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc công bố, truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp vào ngày Chủ nhật đã lên tới 65.000 mét khối một giây sau khi trận đại hồng thủy tức lũ số 3 hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang vào ngày trước đó. Như vậy, đây là trận lũ lớn nhất đổ bộ về hồ chứa đập Tam Hiệp kể từ lúc miền Nam của Trung Quốc hứng chịu mưa lũ hồi đầu tháng trước. Trong trận lũ số 2 hồi đầu tháng này, đỉnh lũ là 57.000 mét khối một giây. Do mưa lớn liên tục, mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã đạt 164,17 mét, vượt quá mực nước lũ cảnh báo hơn 19 mét. Theo dự báo của tập đoàn Tam Hiệp, nước lũ sẽ giảm xuống sau khi đạt đỉnh mới hôm Chủ nhật vừa qua. Nhưng có thể có một đợt lũ khác sẽ đổ về vào khoảng từ thứ tư tại thành phố Trùng Khánh. Tính đến sáng Chủ nhật, có 21 người đã thiệt mạng do mưa lũ, hơn 25.000 người đã phải sơ tán và 1.231 ngôi nhà bị phá hủy, nhiều cửa hàng bị ngập trong nước. Chính quyền tỉnh An Huy, miền đông của Trung Quốc đã điều động hàng nghìn cảnh sát, quân nhân và tình nguyện viên để phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Khi mưa lớn liên tục gây ngập úng nghiêm trọng, lũ quét phá hủy nhiều đoạn kè bao sông địa phương, chính quyền tỉnh An Huy đã phải tăng mức độ ứng phó với lũ lụt lên cấp cao nhất vào chiều Chủ nhật. Sau khi Sở Tài nguyên nước tỉnh này báo cáo mực nước sông Dương Tử đã vượt trên mức cảnh báo gần 3 mét tại nhiều nơi. Mưa lớn hôm thứ Bảy đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều nơi của thành phố Lục An, khiến giao thông tại đây hoàn toàn bị tê liệt. Lực lượng chức năng thành phố đã đưa ra kế hoạch khẩn cấp, cử các cán bộ tới các địa điểm ngập nặng để điều tiết giao thông, giải cứu người và xe bị mắc kẹt. Cục dự báo khí tượng địa phương đã đưa ra báo động đỏ vào sáng Chủ nhật, khiến mức độ kiểm soát và ứng phó với mưa lũ tại đây được nâng lên mức cao nhất. Hơn 250 quân nhân thuộc quân đoàn cảnh sát vũ trang tỉnh An Huy đã được điều động tới huyện Đông Trí của thành phố Trì Châu sau khi mực nước hồ Chi Ly đạt 20,98 m, vượt mức cảnh báo. Anh Siang Quynh Song, cảnh sát vũ trang tỉnh An Huy cho biết, hiện tại ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là gia cố bờ kè, sửa chữa những chỗ rò rỉ có nguy cơ bị sạt lở nguy hiểm, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân quanh vùng, cũng như 4.000 ha đất canh tác ở huyện Đồng Chí. Sau 8 tiếng ròng rã, hơn 9.000 bao cát đã được đưa tới để gia cố kè bờ. Tình hình hồ Chi Ly cơ bản được kiểm soát, một phần kè sông Quang Phục chảy qua huyện Seli dài 600 mét cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở do bối mọt, đe dọa cuộc sống của hơn 15.000 dân cư địa phương. Gần 100 người, trong đó 16 thành viên của hội bơi mùa đông địa phương đã được điều tới hiện trường thực hiện hoạt động sửa chữa dưới sông. Thành phố Vu Hồ cũng đã điều động lực lượng quân đội tới gia cố đê dưới sự giám sát của các chuyên gia. Sau khi mưa lớn nhiều ngày làm mực nước các sông trong khu vực dâng lên đến mức báo động, thưa quý vị, nhiều khu vực rộng lớn tại miền Trung và miền Đông của Trung Quốc đang phải hứng chịu các trận lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Giữa bối cảnh và tình trạng gián đoạn các chuỗi cung ứng then chốt ngày càng gia tăng và thiệt hại kinh tế ngày càng nặng nề, thành phố Vũ Hán, miền Trung của Trung Quốc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang cũng đã ban bố cảnh báo đỏ do mưa to đã khiến cho mực nước các sông hồ tràn vào. Tại Trung Quốc, các địa phương ở miền Nam và miền Đông nước này đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, mức cảnh báo đỏ. Chính quyền Vũ Hán khuyến khích cư dân thành phố cần đề phòng thận trọng do mực nước dâng nhanh đã tiệm cận mực nước báo động với việc chứa lượng nước lớn hơn nhằm giảm nguy cơ lũ lụt. Mực nước tại đập Tam Hiệp đang cao vượt mức báo động 14 m với vận tốc dòng chảy trên 60.000 m khối trên giây. Con đập lớn nhất thế giới đập Tam Hiệp đang gồng mình trước đợt mưa lũ số 3 từ đầu tháng đến nay, trong khi mực nước của hồ Bà Dương tại tỉnh Giang Tây hiện cao hơn mức nước báo động 3,5 m. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, chỉ tính riêng trong 16 ngày vừa qua của tháng này, các đợt mưa lớn đã gây ra lũ lụt tại nhiều khu vực ở nước này và khiến cho gần 15 triệu người phải đi sơ tán, gây thiệt hại kinh tế hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện mực nước tại hơn 500 con sông đã vượt mức báo động, thậm chí một số con còn tăng lên ở mức cao chưa từng có kể từ năm 1961. Các chuyên gia kinh tế tại ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định rằng hoạt động kinh tế ở nhiều khu vực của Trung Quốc sẽ tiếp tục chịu tác động nặng nề do mưa lũ. Ước tính các trận lũ lụt gần đây tại các khu vực sông Dương Tử chảy qua có thể khiến cho tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này giảm từ 0,6 đến 1% trong quý 2 năm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc dự báo mưa lớn còn tiếp tục ở lưu vực sông Trường Giang đến ngày thứ Hai. Nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc đã phải trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua,
Hôm Chủ nhật, thành phố khu vực phía nam của Nam Kinh, các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang lần lượt ban bố cảnh báo đỏ về lũ lụt. Một trong ba con đê dài hàng trăm mét ở Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, đã bị vỡ do mưa lớn nhiều ngày. Đoạn đê vỡ dài tới 180 mét khiến cho người dân sinh sống dọc theo luồng nước chảy phải sơ tán. Ngày đê vỡ là khoảng 17.500 người được sơ tán tới 5 địa điểm khác nhau ở các huyện lân cận. Nhiều người khác trú tại nhà người quen bên ngoài khu vực bị ảnh hưởng bởi vỡ đê. Dự kiến việc phá đê sẽ được hoàn thành vào cuối tuần này. Các nhà phân tích đánh giá lũ lụt không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống sản xuất của người dân mà còn làm cản trở hoạt động phát triển kinh tế, tác động xấu tới ngành xây dựng, các ngành công nghiệp nặng như là thép và xi măng. Đồng thời dự đoán nền kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục trượt dài do tác động của cả mưa lũ và dịch bệnh. Những cơn mưa lớn vẫn tiếp tục tàn phá tỉnh Hồ Bắc miền Trung của Trung Quốc, trong đó khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Sa Miêu Ân Thi. Chính quyền thành phố Ân Thi đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt lên mức cao nhất vào ngày thứ Bảy, sau khi mưa lớn đo trong thành phố lên tới 2,5 đến 3,5 mét. Nhiều khu vực giao thông hoàn toàn bị tê liệt, xe cộ, nhà cửa chìm trong biển nước. Tính tới 17 giờ chiều ngày thứ Bảy, đã có khoảng 31.000 người dân được sơ tán đến khu vực an toàn. Theo dự báo, khu vực miền Trung của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục hứng chịu nhiều cơn mưa lớn nữa. Tại quận Dương Tân của thị trấn Hoàng Thạch, cũng ở tỉnh Hồ Bắc, một đoạn đê dài 50 mét đã bị vỡ do những trận mưa xối xả liên tiếp, nhưng đã được sửa chữa xong với nỗ lực bất kể ngày đêm của hàng trăm quân nhân cùng nhiều máy bay trực thăng và các phương tiện khác. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc, đã có ít nhất 23,27 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại 24 tỉnh thành trên cả nước. Lũ lụt ở các khu vực tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc đã khiến 43 người chết và mất tích, khoảng 1,98 triệu người phải sơ tán, làm hư hại gần 98.000 ngôi nhà, tức là xấp xỉ 9 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê của Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp, số người chết hoặc mất tích do mưa lũ thấp hơn 58,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 15,2%. Những trận mưa lớn từ tháng trước đã tàn phá phần lớn khu vực miền Nam của Trung Quốc, nâng mực nước của nhiều con sông trong khu vực lên mức cảnh báo. Chính quyền Trung ương Trung Quốc đã ra tuyên bố chi 120 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 17 triệu đô la Mỹ cho hoạt động cứu trợ và kiểm soát lũ lụt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, bao gồm các tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc. Do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày, mực nước của sông Dương Tử ở phía đông tỉnh An Huy cùng với 31 con sông khác trong tỉnh đều đã vượt mức cảnh báo vào ngày thứ Bảy. Hơn 9.000 binh sĩ và hơn 5.400 dân quân đã được điều tới An Huy để gia cố đê điều và sơ tán người dân trong khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn. Mực nước ghi nhận được hôm thứ Sáu ở hồ Phen Gia tại thành phố Đồng Lăng là 14,85 mét. Vượt mức cảnh báo, đe dọa đến đời sống của 6.500 người dân trong khu vực. Lực lượng vũ trang địa phương đã gửi các đoàn cán bộ ứng phó với tình hình mưa lũ phức tạp. Anh Wang Liang, một cảnh sát vũ trang cho biết, việc chủ yếu của ngày hôm nay là vận chuyển các trang thiết bị, vật liệu sẵn sàng phục vụ cho hoạt động gia cố đê điều. Tại huyện Đăng Đồ của tỉnh An Huy, lượng mưa đo được trong 3 ngày thứ Bảy là hơn 150mm, khiến các địa điểm du lịch ở địa phương và nhiều con đường cao tốc trong khu vực bị tạm dừng hoạt động. Các tuyến phố chìm trong biển nước khiến giao thông khu vực bị gián đoạn. Nhiều nhà hàng, nhà cửa cũng bị ngập nghiêm trọng. Ngày thứ Bảy, tỉnh An Huy đã phải nâng mức ứng phó với lũ lụt lên cấp 1 trên thang 4 cấp sau khi mực nước tại các hồ vượt mức cho phép và được dự báo là vẫn còn tiếp tục tăng nhanh do mưa lớn. Chính quyền thị trấn Quang Tinh của thành phố Tô Châu đã điều các đoàn công tác đặc biệt đi tuần tra túc trực 24/7 ở 21 cửa cống tại khu vực đê địa phương. Từ hôm thứ Năm tuần qua, các trận mưa lớn đã gây ra lũ quét và lở đất ở nhiều khu vực phía tây nam của thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, phá hủy nhiều nhà cửa. Chính quyền địa phương đã điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang địa phương sơ tán người dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng, giải cứu nhiều người bị mắc kẹt. Tính tới ngày Chủ nhật này, đã có hơn 25.000 người ở Trùng Khánh được sơ tán tới nơi an toàn. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới Nhất ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như các thông tin quan trọng về tình hình ở Biển Đông, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận ở phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!